bắt Nguyễn Công Khế, phe lò đang nhắm vào củi gộc nào đây? Vào ngày 16 tháng 1, ông Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, thông báo với báo chí, ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông, hai cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông bị cáo buộc vi phạm trong quá trình triển khai dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151 đến 155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đọc lệnh bắt ông Nguyễn Công Khế. Ông Nguyễn Công Khế, 70 tuổi, quê Quảng Nam, ông giữ cương vị tổng biên tập báo Thanh Niên từ năm 1988 cho đến năm 2008. Sau đó, ông làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên. Ông Nguyễn Quang Thông kế nhiệm vị trí tổng biên tập của ông Khế từ năm 2009 đến năm 2021. Ông Khế là tổng biên tập giữ chức vụ lâu nhất đến 20 năm. Vào năm 2008, tờ báo Thanh Niên có chủ trương mua khu đất của nhà máy thuốc lá Sài Gòn để xây dựng trụ sở tòa soạn. Tuy nhiên, sau đó ông Khế muốn chuyển sang xây dựng dự án căn hộ cao cấp, nhưng báo Thanh Niên không có chức năng này nên ông Khế lúc đó là tổng biên tập báo Thanh Niên đã ký hợp đồng hợp tác giữa công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên, tức là báo Thanh Niên chiếm 51% vốn điều lệ, và công ty cổ phần du lịch dịch vụ Vinpearl của ông Phạm Nhật Vượng để thành lập công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên để thực hiện dự án nói trên tại khu đất 151 tới 155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Báo Thanh Niên góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất này. Đọc lệnh bắt ông Nguyễn Quang Thông. Tuy nhiên, sau đó hai bên đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và khu đất được chuyển nhượng cho tư nhân gây thất thoát tài sản của nhà nước. Hiện nay khu đất 151 đến 155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của Novaland. Doanh nghiệp này đã xây dựng dự án ở đây và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2017. Novaland là doanh nghiệp bất động sản đang vật lộn với núi nợ và đang rất khó khăn. Trong danh sách các tỷ phú Việt Nam đã không còn có tên ông Bùi Thành Nhơn, ông chủ của Novaland. Với việc bắt ông Nguyễn Công Khế về sai phạm tại khu đất số 155 Bến Vân Đồn thì khả năng Novaland cũng sẽ gặp rắc rối rất lớn. Ngoài ra, ông Nguyễn Công Khế được cho là người có quen biết rộng, đã có nhiều lãnh đạo trung ương cả tại chức và đã về hưu. Sai phạm này đã diễn ra từ 15 năm trước, nhưng tại sao đến hôm nay khi mọi việc đã xong, người ký quyết định đã về hưu, công an mới xua quân để mà đi bắt người? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Phải chăng đây là trò đấu đá nội bộ giữa các đồng chí với nhau mà phe lò đang nhắm vào củi gộc nào đó đã từng đỡ đầu cho ông cựu tổng biên tập báo Thanh Niên? Đất thuộc sở hữu nhà nước rất hấp dẫn. Việc đứng danh nghĩa là một doanh nghiệp nhà nước để xin chủ trương, hoặc kết hợp giữa doanh nghiệp và quan chức để hình thành nhóm lợi ích, sau đó xin chủ trương rồi xoay chuyển lòng vòng để biến đất công thành đất tư, gây thất thoát tài sản nhà nước, có nghĩa là tiền của nhân dân. Trước đây, ông Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã bị bắt vì liên quan đến đất đai. Ông Nguyễn Công Khế ngồi với ông Từ Sảng. Có thể nói rằng đất đai là vấn đề nhức nhối của xã hội. Những doanh nghiệp bất động sản được các quyền lực chính trị hỗ trợ đã thi nhau thổi giá mà kiếm lời. Chính họ đã đẩy bất động sản xa tầm với của người dân. Vì thế, nhà xây lên thì dư thừa, bán không được, phải bỏ hoang. Nhưng người dân thì không có nhà để ở, gây lãng phí cho toàn xã hội. Bên cạnh đó, nhà nước lại ra tay cướp đất của dân, gây ra cảnh dân oan khắp mọi miền của đất nước, từ Bắc đến Nam. Trong khi đó, quan chức thì dùng tiền lực và quyền để mà phủ phép đất thuộc sở hữu của nhà nước thành đất của tư nhân, và các tư nhân ấy lại chính là các doanh nghiệp bất động sản sân sau của các quan chức đang cầm quyền. Rồi các doanh nghiệp này lại thổi giá lên trời. Đấy là cái vòng luẩn quẩn, trong đó quan chức ngày một giàu, còn dân thì ngày một mất nhiều hơn. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bắt Nguyễn Công Khế, phe lò đang nhắm vào củi gộc nào đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Diễn tuồng, tàu khỏe có chi mô, ông Tổng đang đùa với tử thần.
Sau nhiều ngày dân tình đồn ông đã chết thì vào ngày 15 tháng 1, ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ xuất hiện trước hội trường Ba Đình, bác bỏ mọi tin đồn độc nhắm vào ông. Từ những hình ảnh được truyền hình trực tiếp cho thấy, ông Trọng chậm chạp bước ra hội trường, xung quanh có đầy đủ những nhân vật chủ chốt của Đảng và Nhà nước bao gồm Võ Văn Thưởng, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai. Những người này đi sát bên cạnh ông với tư thế sẵn sàng đỡ nếu ông bị ngã, đổ sập xuống. Hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng già nua đang cố lết ra hội trường tại Quốc hội. Sự xuất hiện của ông Trọng quả thật đã dập tắt tin đồn, tuy nhiên việc này cũng khiến người dân thấy rõ sức khỏe ông thật sự đang có vấn đề. Người dân quan tâm đến sức khỏe của ông chủ yếu là do hiếu kỳ và cũng do tò mò theo dõi xem những đệ tử của ông sẽ đấu đá với nhau ra sao để mà giành chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực. Giờ đây câu hỏi đặt ra là liệu ông Trọng có còn đủ sức khỏe để tiếp tục ngồi chiếc ghế Tổng Bí thư nữa hay không? Hay ông sớm về vườn? Hình ảnh truyền hình cho thấy ông Trọng bước vào hội trường với những bước đi lẫm chẫm như một đứa trẻ đang tập đi. Không khó để thấy rằng ông đã nỗ lực hết sức để nhấc bước chân vào hội trường. Với một người khỏe mạnh, việc đi lại là hoạt động thể chất bình thường. Nhưng với một người gần đất xa trời, sức lực còn lại rất ít ỏi mà phải cố gồng hết sức để diễn tuồng, tàu khỏe có chi mô trước khi lên truyền thông, cũng là một nỗ lực quá mức. Ông Trọng xuất hiện lần này quả là đánh đổi rất lớn tình trạng sức khỏe của ông. Cuộc họp bất thường của Quốc hội khóa 15 diễn ra vào ngày 15 tháng 1 đã được liên lịch từ trước. Vào ngày 8 tháng 1, tờ báo Tuổi Trẻ có đăng bài viết cho biết triệu tập họp Quốc hội bất thường lần thứ 5 chốt 4 nội dung xem xét quyết định. Lẽ ra trước khi mọi kỳ họp của Quốc hội này diễn ra kỳ họp của Trung ương Đảng để đưa ra nội dung cho vở diễn của Quốc hội. Tuy nhiên lần này vì ông Trọng nằm viện nên kỳ họp của Trung ương Đảng bị hủy và kỳ họp Quốc hội diễn ra sau đó. Thông thường Quốc hội họp bất thường là để giải quyết những vấn đề cấp bách như bỏ phiếu bãi nhiệm quan chức bị kỷ luật. Tuy nhiên tại kỳ họp bất thường này Quốc hội lại bàn những việc rất bình thường, hoàn toàn có thể để đến kỳ họp chính thức cũng được. Ví như Quốc hội bàn về dự luật đất đai sửa đổi, dự luật tổ chức tín dụng, dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù và dự thảo nghị quyết về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đứng lên, Võ Văn Thưởng đưa tay ra đỡ vì sợ ông đổ gục. Trên danh nghĩa, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là một đại biểu Quốc hội, lá phiếu của ông cũng chỉ là một trong 500 lá phiếu khác, mà hầu hết các dự luật được thông qua ở Quốc hội bù nhìn này đều có tỷ lệ từ 80-100%, chứ không bao giờ có trường hợp rằng quanh co con số 49 hay 50 như các nước dân chủ, nên lá phiếu của ông Trọng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khi sức khỏe của ông không đảm bảo thì ông hoàn toàn có thể nghỉ ở nhà và các đại biểu khác cũng như vậy. Tại sao ông mang thân xác nặng nề trên đôi chân cả lết của ông để đến hội trường Ba Đình làm gì? Đây chẳng phải hành động đánh đu với tử thần hay sao? Ở tuổi 80 và đã trải qua một lần bệnh nặng cách đây 5 năm đã cướp đi sức khỏe của ông rất nhiều. Ở tuổi này sức khỏe như thế, lẽ ra ông nên từ bỏ quyền lực để vui thú điền viên bên con cháu, nhưng ông lại say máu quyền lực, muốn chứng tỏ bản thân trước thiên hạ rằng ta đây vẫn có thể ngồi tiếp mặc dù sức khỏe của ông càng ngày càng xuống tệ hại. Cũng e rằng nếu ông không gạt bỏ được những tham sân si để mà an hưởng tuổi già thì có ngày ông sẽ bỏ mạng ngay trên chiếc ghế quyền lực ông đang cố lưu giữ. Lẽ ra ông không cần phải chứng minh trước dư luận rằng tao khỏe có chi mô bằng cách gồng mình gắng sức để bước vào hội trường. Ông cố chứng minh cũng chỉ sẽ làm thiệt thân ông chẳng ích gì cho bất kỳ ai cả. Quý vị xem bản tin diễn tuồng tao khỏe có chi mô, ông Tổng đang đùa với tử thần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.